Xin chào các bạn Việt YouTubers. Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một khái niệm hoàn toàn mới, đó là khái niệm kinh tế học của sự thừa thãi. Ngày xưa các bạn đi học thì học môn kinh tế, các thầy vẫn dạy là kinh tế học là dựa trên sự khan hiếm, đúng không? Sự thiếu thốn. Nếu mình có 3 quả táo mà mình chia cho bạn mình một quả, vậy thì mình còn có 2 quả thôi, mình bị mất một quả. Nhưng ngược lại, nếu các bạn thử nghĩ mà xem, nếu mình đang đứng ở trên đường, mình biết đường đi đến chợ Đồng Xuân chẳng hạn, thì khi có một người lại hỏi đường mình chỉ cho người ta đường đến chợ Đồng Xuân, thì mình không mất gì cả, mình vẫn biết đường mà người kia cũng biết đường, vậy là 2 người biết đường, thế giới tốt đẹp hơn. Hoặc chẳng hạn như nếu mình biết xem đồng hồ chẳng hạn, có một người lại hỏi mình mấy giờ rồi, thì mình chỉ cho mình nói cho người ta là mấy giờ rồi, sau rồi mình chỉ cho người ta xem giờ luôn. Như vậy thì mình cũng không mất gì cả, mà 2 người cùng biết xem giờ, lần sau người ta không không làm phiền mình, không đến hỏi mình nữa, thế giới tốt đẹp hơn, đúng không? Thì ở trên YouTube cũng vậy. Ở trên YouTube mình không không nên tư duy bằng cái kinh tế học của sự thiếu thốn như hàng ngàn năm nay chúng ta vẫn tư duy, mà chúng ta phải dùng một tư duy hoàn toàn khác, đó là cái tư duy của kinh tế học của sự thừa thãi. Cái vấn đề về sự thiếu thốn ở trên thế giới media, YouTube gọi là thế giới media, đúng không? Đây là một vấn đề không phải là mới, vấn đề nó đã kéo dài hàng trăm năm nay. Từ cái hình thức media đầu tiên là sách, đúng không? Các bạn có thể thấy ở trong một hiệu sách thì có bao nhiêu cái kệ, có bao nhiêu chỗ để cho một tác giả có thể đưa cái cuốn sách của mình đến với khán giả. Cái chủ tiệm sách người ta chỉ muốn là những cuốn sách nào bán chạy nhất, những nội dung nào phổ biến nhất, còn những cái nội dung mà nó đi vào những ngách hẹp theo những sở thích cá nhân thì sẽ không có chỗ. Vậy là nhà sáng tạo cá nhân sẽ không có chỗ để đưa content của mình đến với khán giả. Hay như truyền hình cũng vậy. Mỗi ngày có ở một kênh truyền hình quốc gia chẳng hạn, mỗi ngày có 24 giờ phát sóng, có bao nhiêu giờ là giờ vàng. Nếu bạn là một nhà sáng tạo cá nhân thì làm sao mình có thể có bao nhiêu tiền thì mình mới chen chân được giờ vàng vào giờ vàng phát sóng đấy. Mình làm sao để mình vượt qua được cái hệ thống phân phối khổng lồ đấy để đến được với khán giả của mình. Cái kênh YouTube Việt YouTubers này ra đời của mình ra đời là với mục đích như vậy. Mình muốn tất cả chúng ta để vượt qua được những cái khó khăn, những cái trắc trở trong cái nghề làm YouTube, thì một trong những cái nguyên nhân lớn nhất là mình nhận thấy đấy là cái tư duy cần phải thay đổi. Trên cái kênh này mình sẽ bằng cái góc nhìn của kinh tế học của sự thừa thãi, mình sẽ lần lượt giới thiệu với các bạn đến tất cả. Các bạn sẽ thấy cái sự thay đổi của chúng ta trong cách nhìn về mọi vấn đề, như vấn đề chọn chủ đề nào để làm, hay là vấn đề tối ưu hóa như thế nào, hay vấn đề ứng xử với khán giả như thế nào, hay là vấn đề ứng xử với những kênh khác cùng chủ đề như thế nào. Chẳng hạn trước đây, mỗi lần mình nhìn thấy một kênh làm chủ đề giống với mình thì mình nghĩ giống như cái cách tư duy của nền kinh tế học thiếu thốn là mình nghĩ đấy là đối thủ cạnh tranh của mình, đúng không? Bây giờ nếu mình nghĩ bằng kinh tế học của sự thừa thãi, mình sẽ thấy rằng đấy là một cơ hội để mình hợp tác. Đấy, nếu 2 kênh mình hợp tác với nhau thì mình sẽ mang những cái khán giả mà có cùng sở thích đến gần với nhau hơn, và cùng xem 2 kênh, cùng xây dựng một cái cộng đồng về một sở thích riêng tư nào đấy. Sau khi xem xong cái video này, các bạn hãy bình luận ở dưới đây xem cái kênh của mình hiện tại cần có gì phải thay đổi, làm sao để mình truyền đạt được những cái thông tin này một cách nhanh nhất, một cách hiệu quả nhất, dễ hiểu nhất đến với các bạn. Nếu các bạn cảm thấy video này hữu ích, đừng quên nhấn nút like và lan tỏa tinh thần của Việt YouTubers chúng ta tự hào sáng tạo. Cảm ơn các bạn.